ăn đợi cá anh em ạ. Cá xong trận. Cá 7 phút rồi. Đã xong trận. Có lúc chờ đợi mới vào luyện luyện tay phát. Luyện tay em ạ. Bị loạn anh em ạ. Cái này mình luyện từ ngày xưa rồi nhưng mà rằng ở đây mình không luyện nữa anh em ạ. Đây luyện phản xạ, cái này luyện áp dụng vào mấy game MOBA anh em, kiểu né chiêu các thứ. Vì trong game Liên Quân cũng kiểu thế, nó cũng có nhiều chiêu thức nó loạn từng kèo vào lên, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 các thứ. Cái này còn loạn hơn nữa. Cái này biết bấm chế thích lắm. Phải biết chơi cơ. Không phải là biết chơi. Cái này những cái bài nào mà mình quen tay ấy. Bài quen tay bấm đánh thích cực luôn. Hello em ơi. Hello. Alo. Ok em xong rồi này. Vào em ơi. Vẫn đang loát em ạ. Không gì đâu ấy. Tâm vẫn chưa biết nó đi đường nào. Vẫn đang loát. Em ơi. Em ơi. Tuyệt vời luôn. Để vẫn chết. Chết rồi các bạn. Con rồi.
ra mày chọn cái chết. Thôi là nó cũng chết. Quay anh em ạ. Chết kìa. Vẫn 3 lượt em ạ. Nữa hả? Mẹ! Ngu chỉ chết. Nhìn nữa, mà giết tao đúng không? Trả lại bố tao. À, play liền. Hướng con mắt về đây. Hướng con mắt về đây anh em ơi. Ao nhảy chỗ này. Thôi tạm biệt mọi người nha. Anh đi đây. Rất vui rồi. Hai em.
Game cuối nha em ơi, 5 game cuối nha. Game cuối kìa.